Chào mừng quý anh chị và các bạn đang đến với kênh Nội thất Finhouse, nơi chia sẻ những video hay về nội thất mỗi tuần. Hôm nay chúng ta sẽ giải đáp một số thắc mắc của các anh chị về gỗ sồi là gì, có mấy loại gỗ sồi và ứng dụng của nó như thế nào. Gỗ sồi là tên gọi chung của khoảng 400 loài cây thuộc chi Quercus, phân bố chủ yếu ở vùng châu Âu và Bắc Mỹ. Thân gỗ sồi thường cao từ 19,5 cho đến 25,5 m, được khai thác khi cây có tuổi thọ trên 80 năm. Cây sồi là loại cây có thể sống ở những vùng đất khô, đất cát, sỏi đá, ở những nơi có tầng lớp đất thị mỏng nhất. Tuy nhiên, cây không sinh trưởng được ở các vùng đất trũng, không thoáng nước. Cây gỗ sồi vẫn sinh trưởng bình thường được trong những điều kiện khí hậu có khi trên mặt đất có phủ một lớp băng tuyết dày. Nhiệt độ cây có thể sinh sống bình thường là từ 7 độ C cho đến 21 độ C. Cây sinh trưởng tốt nhất ở nhiệt độ 13 độ C. Gỗ sồi nở hoa và một lá vào cùng một mùa xuân. Trên cây có cả hoa đực và hoa cái. Các loại gỗ sồi có lá một vòng, hoa kiểu đuôi sóc, ra hoa vào mùa xuân. Quả dạng quả kiên được gọi là quả đấu. Mỗi quả chứa một hạt, hiếm khi 2 hay 3 hạt. Mất khoảng 6 đến 18 tháng để chín. Gỗ sồi được chia ra làm hai loại, đó là gỗ sồi trắng và gỗ sồi đỏ với những đặc tính khác nhau. Gỗ sồi trắng có khối lượng trung bình là 769 kg trên mét khối, độ cứng là 6.049 N. Gỗ sồi trắng có tâm gỗ từ nâu nhạt cho đến nâu đậm. Gỗ sồi trắng cứng và nặng, có cấu trúc vân gỗ đẹp, thẳng, dài hơn so với gỗ sồi đỏ. Loại gỗ này có khả năng kháng sâu mọt tấn công do có hàm lượng tannin cao. Bởi có khả năng chống thấm rất sâu nên gỗ sồi trắng thường được sử dụng để đóng thuyền và dùng cho các dự án ngoài trời, chẳng hạn như sàn. Gỗ sồi trắng rất dễ dàng gắn keo và các vết bẩn của nó cũng có một mùi hương hấp dẫn. Gỗ sồi trắng có độ liên kết tốt hơn, có cấu trúc tôm gỗ rất mau, hình vân thẳng rõ ràng, chớp vân cao nhọn, biên độ vân hẹp hơn gỗ sồi đỏ, tạo nên những sản phẩm có những nét đặc trưng riêng. Gỗ sồi đỏ. Gỗ sồi đỏ có khối lượng trung bình là 753 kg trên mét khối, độ cứng là 6.583 N. Giác gỗ màu trắng cho đến nâu nhạt, tâm gỗ màu hồng. Gỗ sồi đỏ cứng và nặng, chịu lực xoắn và độ chắc trung bình, độ lực nén cao. Gỗ sồi đỏ là loại cây lớn nhất, phát triển nhiều trong các cánh rừng gỗ cứng ở miền Đông. Sồi đỏ có 8 loại được thương mại hóa và được phân bố rộng khắp miền Đông nước Mỹ. Mỗi loại gỗ sồi đỏ đều có những đặc điểm vật lý khác nhau, nhưng đều có khả năng tạo hình uốn lượn. Gỗ sồi đỏ phổ biến với màu phớt hồng, với trọng lượng riêng nhẹ hơn so với gỗ sồi trắng. Gỗ sồi đỏ có tôm gỗ và vân gỗ thưa và rộng hơn, khá giống với gỗ bích. Gỗ sồi đỏ có thể sơn màu và đánh bóng để trở thành những sản phẩm tốt hơn nhờ những độ bám dính của nó. Gỗ sồi đỏ có khả năng chịu máy tốt, độ bám dính và ống phích cao, mặc dù phải khoan gỗ trước khi đóng đinh. Trong quá trình chế biến, người thực hiện cần phải cẩn thận, tỉ mỉ để tránh nguy cơ nứt gỗ và biến dạng. Gỗ sồi đỏ không có cấu trúc dạng chai như gỗ sồi trắng, nên những thùng đựng rượu từ gỗ sồi đỏ sẽ bị rò rỉ ra bên ngoài. Gỗ sồi đỏ chống mục rửa, thối nát tương đối tốt nên thường được sử dụng đồ nội thất như cửa cao cấp, ván lót sàn, tủ bếp, gỗ chạm, kiến trúc, gỗ trang trí, ván lót, ván đóng thùng, cầu gỗ, đường sắt, hộp đựng nữ trang. Cách để phân biệt gỗ sồi trắng và gỗ sồi đỏ. Về màu sắc, gỗ sồi trắng có màu sáng hơi ngà, còn gỗ sồi đỏ có màu hơi phớt hồng. Về vân gỗ, gỗ sồi trắng có nhiều vân nhỏ, sậm màu đang xen giữa những thớ gỗ sáng màu. Các vân nhỏ này chạy dọc theo những thớ gỗ như hạt mưa rơi. Gỗ sồi trắng có nhiều đốm hình hơn so với gỗ sồi đỏ. Còn gỗ sồi đỏ đa số vân gỗ thẳng, mặt gỗ từ trung bình đến thô. Gỗ sồi đỏ ít đốm hình hơn gỗ sồi trắng. Về mặt cắt ngang, sồi trắng có lỗ thở dạng kính. Cấu trúc của gỗ sồi trắng rất khác biệt, đó là theo dạng chai. Cấu trúc này có độ liên kết chặt chẽ với nhau và không cho nước thấm qua. Đây là đặc điểm nổi trội của gỗ sồi trắng, giúp cho gỗ chống được mục nát và thối rữa. Do đó gỗ sồi trắng thích hợp dùng làm đồ gỗ trong nhà lẫn đồ gỗ ngoài trời. Còn về gỗ sồi đỏ, lỗ thở của gỗ sồi đỏ dạng rỗng, lỗ to tới mức có thể thổi khí từ đầu bên này qua đầu bên kia. Vì cấu trúc lỗ thở rỗng nên khả năng chống thấm kém. Nếu dùng gỗ sồi đỏ làm đồ gỗ ở ngoài trời thì bạn phải sơn phủ một lớp chống thấm để bảo đảm tuổi thọ cho các sản phẩm.
ứng dụng của gỗ sồi. Trong lĩnh vực nội thất, các nhà sản xuất thường ưu tiên và lựa chọn loại gỗ sồi trắng bởi vì nó có vẻ ngoài đẹp mắt và mang đến độ bền cao. Như chúng ta đã biết, gỗ sồi trắng có cấu trúc dạng chai, vì vậy mà các tế bào của gỗ được gắn kết với nhau vô cùng chặt chẽ, ngăn cản không cho nước có thể thấm qua các thớ gỗ gây hư hỏng và mục nát chất liệu. Chính vì vậy, loại gỗ này thường có tính ứng dụng cao trong việc làm thùng đựng rượu hay những đồ nội thất ngoài trời khác. Với màu sắc trang nhã hài hòa, gỗ sồi trắng là sự lựa chọn tuyệt vời của các gia chủ trong việc sử dụng làm nội thất như giường gỗ sồi, tủ bếp, kệ tivi gỗ sồi hiện đại, bàn trang điểm, mang đến vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng trong thiết kế nội thất. Đặc tính của gỗ sồi là tương đối cứng và nặng, độ bám dính ốc vít tốt. Vì vậy, việc lắp đặt và thiết kế nội thất từ sồi trắng như làm giá treo đồ rất dễ dàng, nhanh chóng và có độ tin cậy cao, không lo bị rơi trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, một điểm thu hút mang tính ứng dụng cao của gỗ sồi trắng trong thiết kế nội thất nữa là tâm gỗ có khả năng kháng sâu bệnh và mối mọt rất tốt nếu được gia công tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Chính vì vậy, những sản phẩm nội thất được làm từ gỗ sồi trắng luôn cho độ bền cao, thách thức với mọi yếu tố tác động đến từ thời tiết. Bên cạnh đó, việc sử dụng gỗ sồi trắng làm nội thất, đặc biệt là nội thất hiện đại đang được rất ưa chuộng nhờ vào giá thành của nó khá ổn định và phù hợp, giúp đại đa số gia đình có thể tiếp cận được với những mẫu nội thất bền và đẹp, thể hiện được phong cách và đẳng cấp của gia chủ. Sồi đỏ có giá thành rẻ hơn nên được sử dụng phổ biến để làm những đồ nội thất trong nhà, ví dụ như bàn ghế ăn, tủ rượu, bộ phòng ngủ hay bàn sofa gỗ sồi, bàn trà gỗ sồi, kệ tivi gỗ sồi hoặc sofa gỗ sồi giá rẻ.